cực kỳ hay luôn quý vị. Bớt cô Lâm lại tí nha, nói chuyện cho dễ. Xin chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh Tế Tâm Thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì trước mắt quý vị đây là một cục đài vàng Boss. Đây là một dạng bung bóc của Boss, của Mỹ sản xuất nha quý vị. Cực kỳ chất quý vị. Một thân thùng này nó thiết kế gồm 6 cái loa, 2 sub, 2 chung và 2 chép nha. Đây, hai này là hai loa chung, hai bên đây hai loa chép. Sub nằm dưới đây ha, đánh lồng hơi ra phía dưới này nha, đánh lồng hơi ra phía dưới này nha quý vị. Thì quý vị có thể thấy đây, em sẽ cho gần lại đây nha. Chiếc đài này thì nó thật sự nó có quá nhiều kết nối đi quý vị. Giải mã optical là một nha, có nghĩa là quý vị chúng ta có thể cổng optical từ trên TV xuống, chúng ta có thể ghim vào đây cho nó giải mã và nó ra cái đường out, đường layout là ra đường AV để chúng ta kết nối xuống cam ly, hoặc là cho cái dàn này nó hát bằng optical. Lát nữa em sẽ test cho quý vị. Và một đường optical out. Ngoài ra thì nó có ngay cả một cái đường line in, có nghĩa là cổng kết nối out thông dụng chúng ta hay dùng, chúng ta có thể kết nối điện thoại hay laptop để sử dụng nha. Còn bên đây là đường layout, có nghĩa là chúng ta có thể out xuống một cái ampli, một cục đẩy hoặc là một cái thiết bị khác cần tín hiệu. Ở đây nó có cổng mic luôn nha quý vị, kim mic vào nói chuyện luôn nha, cực kỳ tiện lợi nha. Có volume mic ở đây luôn, một cái thiết bị vô vàng kết nối, có thể nói là full cổng ăn chơi nha, full cổng ăn chơi. Còn đây là cái anten, cái này để anten FM, AM gì chỗ này nè quý vị. FM thì ở trên này, dưới này này. Thì cái bản thân của nó là đã có kết nối đã có hát đĩa CD và đĩa MD rồi. Nhưng mà nó cộng với 1, 2, 3 cái kết nối ngoài, 1, 2 kết nối ngoài nữa nha quý vị, optical và AUX nữa. Có thể nghe đài cực kỳ tiện lợi quý vị. Và dòng điện của nó là 100V AC, 12 đến 15V DC. Điện xoay chiều thì 100V, còn điện một chiều thì nó là 12V. Cái con này có thể nói là nó có thể được thiết kế trên ô tô luôn nha quý vị. Chúng ta sử dụng xe ô tô á, nó có một cái nguồn điện 12V trên ô tô. Thì chúng ta có thể cắm vào cái đường đó, chúng ta lấy cái nguồn ra để cắm vào cái dàn Boss này hát. Những chiếc xe rộng như xe 7 chỗ á, đưa cái dàn này lên nó đập bảo đảm quý vị là như cái vũ trường luôn quý vị. Ở ngoài không gian nó lớn như thế này mà nó quánh tuyệt vời như thế này rồi thì không còn gì phải bàn cãi, không còn gì phải nói nhiều nữa ha. Bây giờ em chuyển qua CD nha quý vị. Có các phím chức năng trên đây ha, MD, CD, stop, net bài, volume ha. Volume mà maximum của nó là 100 nha quý vị. Memory, đài AM FM và kết nối AUX. Thì ở đây nó có nút ghi luôn nha quý vị, get ghi âm nha. Chúng ta có thể chép để em đây. Có thể nói một cái dàn nó cực kỳ đầy đủ. Full cổng ăn chơi, full cổng kết nối, đầy đủ các chức năng, không thiếu chức năng nào hết quý vị. Bỏ bài nè, nó có hiển thị tên bài hát đây luôn nha. Rồi à, tắt đi. Bây giờ em sẽ cho nó kết nối vào kết nối gì đây. Đây em có một sợi dây optical trên chiếc đầu marang kia dắt xuống ha. Thì bây giờ em sẽ cắm vào đây cho nó hát optical nha quý vị. Rồi. Nụ cười trong xuyên mới ướt vòng đệm bờ. Đang kết nối
này thì chưa tìm được cái phím mà để chuyển sang nó nha quý vị. À, đang nghiên cứu. Thì tạm thời là xài AUX CD và AMD. Còn cái ngõ này chưa tìm được cái phím mà để chuyển sang optical. Rất có thể là nó trang bị là để chỉ là giải mã và ghi đĩa thôi. Và với một cái mức giá cũng khá là hữu nghị nha quý vị. Con này thì bên em đang cung cấp ra với giá 6,5 triệu. 6,5 triệu bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại. Quý vị có thể gắn trên ô tô, gắn trên ô tô để dùng. 6 đường loa nha quý vị, 2 sub, 2 chung và 2 chép. Chất âm rất là tuyệt vời. Có thể đọc ghi đĩa AMD, HCD và có kết nối ngoài AUX. Rất là tiện lợi luôn nha quý vị. Và đặc biệt nó là của một cái thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, của Bose nha. Đây là cái chung cái máy này quý vị trưng bày trong nhà thôi cũng tuyệt vời nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Em nói thương tôi tiếng mọt trên đầu môi. À quên cái chiều ngang. Con này là nó khoảng 49, chiều sâu là 20, chiều cao là 30 nha quý vị.